Vâng, và để tiếp tục chương trình văn nghệ thì Khải xin giúp vui cô chú các anh chị qua ba con cổ trích đoạn trong vở tuồng Cái Lương được mang tên Hạng Võ Biệt Cô Cơ. Mời các cô chú các anh chị cùng thưởng thức. Trời bão tố
sầu hay giọt lệ đắm chinh đi. Thương con nàng hãy tạm nằm đẩy thân nhà ngọc vùi sâu với ba cách đất trên lưng. Cảm ơn thân thương của các anh chị rất nhiều ạ.